Cùng nhà lấn sân ca hát nhưng nam anh lại lạ lắm. Nhảy hết mình trên sân khấu khiến vũ công phải khờ ngang. Giọng hát chói tai làm người nghe không thấm nổi. Bay ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Nam em đi hát lại ổn áp hơn hẳn. Không phải ca sĩ nhưng cất giọng lên còn nghe được, nếu chỉ xinh đẹp đi hát là khán giả thương. Bây giờ anh biết vì sao gặp nhau bên gió sông trời. Showbiz Việt những ngày đầu năm 2024 đã không ngừng bàn tán về câu chuyện của một người đẹp đi hát, đó là Nam Anh. Sau khi dừng chân tại Miss Universe 2023, Nam Anh trở nên im ắng hơn, hóa ra là để chuẩn bị cho màn ra mắt MV mới của mình. Được biết, Nam Anh vốn có niềm đam mê ca hát và đã đá chéo sân từ lâu. Tuy nhiên, vì tham gia các cuộc thi sắc đẹp nên cô mới tạm gác lại niềm yêu thích của mình. Đến năm nay, Nam Anh chính thức trở lại đường đua V-pop, ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, đồng thời nhận lời mời trình diễn tại các sự kiện. Tưởng như sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu âm nhạc, Nam Anh tập luyện và trau dồi thêm cho giọng hát của mình, nhưng không. Cô khiến dân tình té ngửa khi cả bài hát lẫn giọng hát đều rất ba chấm. Ca khúc mới của Nam Anh bị đánh giá là khó nghe, lời ca không ý nghĩa. Bản thân Nam Anh khi thể hiện ca khúc này cũng bị chê là giọng yếu, dù là trong phòng thu cũng không mấy nổi bật. Dạo gần đây, Nam Anh cũng thường xuyên xuất hiện trên sân khấu với vai trò là ca sĩ. Người xem coi video trình diễn của cô mà ngại dùng. Cùng hai vũ công biểu diễn, nhưng đoạn dạo đầu hai vũ công còn đang đứng im thì Nam Anh đã nhảy bằng cả tính mạng. Mặc dù vậy, vũ đạo của Nam Anh lại lạ lắm, không mang tới chút năng lượng nào cả. Giọng hát của cô khi trên sân khấu cũng yếu. Nhìn chung, màn thể hiện của Nam Anh tại sự kiện ở Cần Thơ khiến khán giả khá thất vọng, cư dân mạng được fan cười chê không ngớt. Trước đó, chia sẻ về lý do đi hát, Nam Anh cho biết theo đuổi đam mê chưa bao giờ là điều sai trái cả. Lệ Nam đã ôm ấp giấc mơ ca hát trong hơn 6 năm qua để một ngày được đứng trên sân khấu biểu diễn ca hát của riêng mình. Mong cả nhà tiếp tục thương yêu, ủng hộ Nam trên hành trình sắp tới. Nam Anh đam mê ca hát, Nam Em cũng vậy. Sau loạt cuộc thi sắc đẹp, Nam Em cũng lấn sân ca hát nhưng đỡ hơn hẳn người chị của mình. Ít ra giọng Nam Em còn nghe được, khán giả vẫn dành lời khen cho Nam Em. Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 lần nào đi hát cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Tuy nhiên, nếu Nam Em bớt làm trò thì có lẽ tình cảm của mọi người dành cho cô sẽ nhiều hơn. Đang yên lành làm ca sĩ, giọng hát được nhiều người yêu thích thì Nam Em dính vào loạt thị phi, mà phần lớn những ồn ào này là do cô khơi ra. Từ ồn ào với Bạch Công Khanh cho đến lùm xùm với chồng tương lai, tất cả đều khiến Nam Em bị mất điểm trong mắt khán giả. Gần nhất, Nam Em tham gia một sự kiện tại Cần Thơ, tiếp tục vướng vào thị phi vì ngó lơ fan. Theo đó, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô khoác tay chồng cũ ra về sau khi dự sự kiện. Một fan lớn tuổi sau đó đã vội chạy đến níu tay Nam Em liên tục trò chuyện, cười nói. Thế nhưng đáp lại, Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long chỉ gật đầu, không thèm ngoái nhìn vị fan này. Trên các diễn đàn, Nam Em nhận chỉ trích vì bị cho là có thái độ không thân thiện khi được khán giả lớn tuổi tương tác. Trên các trang mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Một số dành lời bênh vực cho Nam Em, nói rằng vị fan kia cũng quá nhiệt tình rồi, nếu đã chào hỏi xong và được chào lại rồi thì nên tránh ra cho người ta ra về. Đằng này vẫn bất chấp níu kéo gây khó chịu. Mặc dù có người bênh, nhưng phần lớn vẫn là những chỉ trích, chê bai thái độ của Nam Em. Thực tế, Nam Em giờ này làm gì cũng không vừa lòng dân mạng. Sơ hở có chuyện gì là cô bị mang ra trách móc. Chẳng thế mà sau loạt lùm xùm, Nam Em từng phải lên bài xin lỗi xin mọi người để yên cho cô.